như cây có cội thì như sông có nguồn, cây có cội thì mới nở trồi xanh lá, sông có nguồn thì mới nở lặn sông sâu, lệ rơi lên non thì mới biết non cao, lệ rơi nuôi con thì mới biết trồng đào đất trời. Lời ngày hôm nay con đi xây dựng cuộc đời, cha mẹ cũng sẽ có đôi đời với con. Xin trân trọng kính mời đại diện của gia đình nhà trai sẽ có đôi đời phát biểu với quý vị trong các tờ giấy. Xin trân trọng kính mời bác. Thì cũng có biết nói gì hơn ngoài đời gửi tới quý vị quan khách của chúng ta. Tôi thì chú bác gần ta đã bất chấp thời gian bàn ngọc quý giáo của mình lên đây chúc phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta, được không ạ? À? Quý vị ơi, em đi thiên thiên sẽ không để quý vị chờ đợi hơn nữa. Thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho người làm chương trình, tôi xin tuyên bố mời bế thành hôn của chú rể Văn Sơn Thánh Dương cùng thầy giáo Thúy Hạnh. Thúy Hạnh Thánh Dương cùng chú rể Văn Sơn. Cái trắng nào càng nay nam muôn, má bó đu tròn làm cho sòng khái sòng hương.
hù phủ thành ca ca đầy la nhớ nài thòng phù dữ nồng dữ na mi pa tô màu liên bút màu ta hãy nhớ chúng ta mất ba mèo đâu. Bên tiếp theo là gia đình nhà gái trái cha quà cho cô dâu và chú rể của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay.